con không? Hay là con thương mẹ con, hay là con nghĩ rằng mẹ con đi lấy chồng hả? Thương con. Con thương mẹ. Con thương mẹ hả? Sợ lắm. Sợ mẹ đi lấy chồng. Suốt 5 năm qua là một mình mẹ nuôi. Nên mỗi lần mà thấy bạn bè mà ba của bạn bè chở về tâm sự với mẹ khóc hoài. Sao ba ở gần con mà không bao giờ thấy ba qua thăm con? Cháu nó đang mũi lòng là sợ em đi một bước nữa, rồi liệu cái người đó có thương em không và thương hai chị em hay không. Nên cái đó là cháu nó hơi bị mũi lòng. Em ở nhà em cũng có triêu cháu là nếu mà mẹ lên đó mẹ bấm nút mẹ chọn chú thì con có đồng ý không? Thì cháu nó có trả lời thì nếu mẹ cảm thấy mẹ vui, mẹ hạnh phúc thì mẹ đâu con sẽ ở đó. Nên cháu nó trả lời với em như vậy. Nên nó hơi bị mũi lòng. Nín nè, nín. Tại cháu nó đã thiếu tình thương của cha nên nó rất là sợ. Sợ em đi một bước nữa rồi người ta lại không thương rồi này nọ kia. Con còn nhỏ lắm, con không có nên sợ những cái điều này ha. Cô Lan tin là mẹ con sẽ rất là sáng suốt để mà chọn một cái người đàn ông đồng hành với mẹ. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Em xin tự giới thiệu là em tên là Lê Thị Mỹ Kiều. Em sinh năm 1987, quê thì Quảng Ngãi nhưng mà hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở Sài Gòn là chị sống với ai? Sống với hai con. Dạ. Kiều làm gì Kiều? Hiện tại giờ là em đang kinh doanh tự do anh. Trước đây em là một đầu bếp nấu ăn cho học sinh, sinh viên. Wow. Hay quá, vậy là nấu ăn ngon rồi ha. Mời em trai. Mình xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Trần Ngọc Nam, sinh năm 81, hiện tại đang ở tại Gò Vấp. Công việc của mình cũng giống như bạn nữ bên kia là làm công việc tự do. Trước đây thì mình có làm bên sân bay nhưng mà làm được 7 năm thì mình thấy công việc không có được phù hợp nên ra ngoài làm tự do về bất động sản. Kinh doanh buôn bán môi giới bất động sản đúng không? Tự mình làm chứ. Tự làm luôn. Dạ. Giờ Nam ở Gò Vấp với ai? Dạ với mẹ và em trai. Đó là nhà riêng của mình luôn đúng không Nam? Dạ dạ. Nếu mình lấy vợ về thì phải làm dâu mẹ đó luôn đúng không? Dạ, nếu mà lấy vợ về thì năm đầu tiên em có thể là em với vợ em sẽ thuê một cái chung cư để ở khoảng chừng từ nửa năm tới năm cho hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn rồi sau đó thì sẽ về nhà ở với mẹ em. Ủa gì kỳ vậy? Đúng là phải vậy. Ủa cái quy trình gì mà kỳ vậy? Thì nói chung là cho bên nhà gái người ta khỏi phải bận ở, cho quen dần dần, cho thoải mái, lúc đầu phải thoải mái. Làm dâu thì cũng hơi ngại. Cũng hơi áp lực, dạ. Em không ngại đâu anh ơi, em làm dâu 12 năm rồi, em không ngại vấn đề đó đâu. Em làm dâu 12 năm rồi, em không ngại vấn đề đó đâu. Trời ơi, xuất sắc. Ủa làm dâu 12 năm là sao em gái? Ngày đó em đi lập gia đình, em ở bên gia đình chồng 12 năm đó anh. Em có gia đình rồi. Cái công ngôn đức hạnh mình đi hàng đầu ấy. Em lập gia đình rồi, em có mấy con rồi? Dạ em lập gia đình được 12 năm, em có 2 cháu. Em ly hôn đến thời điểm này là được 5 năm. Con trai hay gái em? Dạ hai công chúa hết anh Quyền Linh. Hai công chúa giống anh đó hả? Gái lớn là nhiêu? Dạ gái lớn đang ngồi dưới sân khấu anh, 13 tuổi. 13, cái nhỏ? Bé nhỏ năm nay lớp 1 ạ. Trời, mới lớp 1 à? Dạ em ly hôn từ lúc bé nhỏ từ mới có 8 tháng à. Trời ơi. Lý do gì mà con còn nhỏ mà mình đưa ra một cái quyết định như vậy chị hả? Nói chung trong cuộc sống hôn nhân mà một khi cuộc hôn nhân nó đổ vỡ thì mình cũng không đủ thừa cho nam hay nữ. Cảm thấy cái mối quan hệ hôn nhân nó tới thời điểm đấy nó không còn duyên nợ nữa. Dạ. Thì bản thân em là tự kết thúc cuộc hôn nhân đấy. 12 năm có hai đứa con rồi. Dạ. Phải có cái gì dữ dội lắm có dẫn đến cái trường hợp như vậy? Em là người đơn phương ly hôn và quyết định sau một năm thì em mới ly hôn xong. Và em một mình em nuôi hai cháu suốt 5 năm nay. Phụ nữ họ có thể chịu cực, chịu khổ được. Nhưng mà để cảnh chung chồng thì em không cam được. Để cảnh chung chồng thì em không cam được. Rồi. Nên cái đó là cái quyết định em đưa ra một cuộc hôn nhân ly hôn nó là như vậy. Dạ. Thôi nào chúng ta không khóc nữa. Hỏi những người phụ nữ, có gì phải khóc hết. Chúng ta nhắc lại để nó là một cái dấu chấm ở trong cái cuộc đời của mình. Chúng ta không nên rơi bất kỳ một cái giọt nước mắt nào cho những cái chuyện quá khứ mà nó không hay như vậy nữa hết ha. Cố gắng lên. Dạ chào anh. Chào em. Câu chuyện bên đây tội nghiệp quá. Lan là Lan thấy tội nghiệp á, anh thấy thì sao? Nói chung là anh cũng đồng cảm. Dạ.
tức là câu chuyện của anh phải chăng nó cũng có một cái sự tương tự như vậy? Trường hợp anh nhẹ nhàng hơn, nói chung là anh ly hôn được cũng 5 năm rồi, là nhưng mà sống với nhau thì chỉ chưa được 2 năm, nên tình cảm nói chung là chưa có dữ dội như bạn kia. Dạ. Con cái thì sao? Con cái cũng chưa có đứa nào. Chưa có luôn? Chưa có. Em thấy anh rất là xúc động. Điều gì khiến anh xúc động như vậy? Dù như nếu như mà anh không kiềm chế là anh đã rơi nước mắt rồi đó. Không, anh do anh là người có hay cảm xúc tí thôi. Dạ. Nhưng mà hai vợ chồng ở nhau cũng mấy năm mà không có con. Dạ. Đó có phải là nguyên nhân để mình chia tay không? Cái đó có thể là một phần, hoặc là em nghĩ nó cũng có là một phần đó. Nếu mà có một bé thì em nghĩ chắc cũng em sẽ giữ lại cái cuộc hôn nhân của em vậy rồi. Dạ. Bây giờ em muốn có người yêu thế nào, em nói thử xem. Anh mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Anh thì ngoại hình thì dễ nhìn rồi biết lo cho gia đình. Chẳng hạn như mẹ anh cũng lớn tuổi, anh cần người về chăm sóc. Dạ. Anh thì hay đi nhiều, với lại biết dạy dỗ con cái, bớt bớt lên mấy cái mạng xã hội này kia rồi. Sao vậy? Sao mà anh không cho người ta đi lên mạng xã hội vậy? Anh nói thiệt chứ biết bao nhiêu cuộc ly hôn là từ ba cái mạng xã hội đó ra. Đúng. Cái đó cũng là một phần đúng đó. Chẳng hạn chuyện gia đình mà chờ cứ lên chưa mạng nói. Chưa chia sẻ với chồng mà thiên hạ biết trước rồi. Chồng biết cuối cùng. Đó, mấy cái đó là không được đó. Đây, cái đó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta chú ý nha. Dạ. Nói ra cái ý kiến của anh này rất là hay đó. Đúng đó. Em có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì em gái? Điểm yếu của em thì hay mềm lòng trước những cái hoàn cảnh hay là một cái gì đó, nói chung là hay mít ướt. Còn cái điểm mạnh của em thì là một khi em cương quyết bất cứ một cái công việc lớn nhỏ gì đó là em sẽ làm được nó và em phải thực hành được cái khía cạnh của mình. Ví dụ em muốn đạt lên một cái đích thành công nào đó, một năm em làm không được, em phải 2 năm, 3 năm. Trừ khi nào mà em thành công được cái mục tiêu em đặt ra thì em mới bỏ cuộc. Em muốn mẫu người đàn ông thế nào? Cái mẫu người em thích đó thì cao một tí. Tại vì em cao tới 1m6 mấy lận. Mà nếu mà lùn quá thì nó cũng khó coi. Khó đâu. Đâu khó coi, cũng bình thường. Đó thì em thì xấu đẹp không quan trọng. Nói chung là em chỉ cần một người đàn ông biết cái hoàn cảnh của em. Thì chấp nhận em thì phải biết lòng bao dung, thương con em. Và chấp nhận con em như con ruột của mình. Đó là cái điều mà em mong muốn là như vậy. Chúng ta đã chia sẻ, hai bên cũng đã hiểu sơ sơ hoàn cảnh của nhau rồi. Bây giờ mình hỏi người thân. Nhà gái đi với ai nè? Đi với con gái. Oh, wow. Chào con. Con chào cô Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Con tên là Nguyễn Lê Như Huyền. Năm nay con học lớp 7. Con 13 tuổi. Con có muốn mẹ có một người bạn giống như là chú vậy đó, để mà tâm sự chia sẻ rồi đưa mẹ đi chơi cũng như đưa con đi chơi không? Dạ có. Rồi nè, con nhìn chú này nè, con thấy chú này là con thấy là con chịu không? Dạ cũng được, tùy theo mẹ con quyết định. Tùy mẹ con quyết định hả? Con có đặt câu hỏi gì cho chú không? Dạ không. Sao con khóc vậy con? Sao con khóc? Hay là con thương mẹ con? Hay là con nghĩ rằng mẹ con đi lấy chồng hả? Thương con? Con thương mẹ. Con thương mẹ hả? Sợ lắm. Sợ mẹ đi lấy chồng. Suốt 5 năm qua là một mình mẹ nuôi. Nên mỗi lần mà thấy bạn bè mà ba của bạn bè chở về tâm sự với mẹ khóc hoài. Sao ba ở gần con mà không bao giờ thấy ba qua thăm con? Cháu nó đang mũi lòng là sợ em đi một bước nữa. Rồi liệu cái người đó có thương em không và thương hai chị em nó hay không? Nên cái đó là cháu nó hơi bị mũi lòng. Em ở nhà em cũng có triêu cháu là nếu mà mẹ lên đó mẹ bấm nút mẹ chọn chú thì con có đồng ý không? Thì cháu nó có trả lời thì nếu mẹ cảm thấy mẹ vui, mẹ hạnh phúc thì mẹ đâu con sẽ ở đó. Nên cháu nó trả lời với em là như vậy. Nên nó hơi bị mũi lòng. Nín nè, nín. Tại cháu nó đã thiếu tình thương của cha nên nó rất là sợ em đi một bước nữa rồi người ta lại không thương rồi này nọ kia. Con còn nhỏ lắm, con không có nên sợ những cái điều này ha. Cô Lan tin là mẹ con sẽ rất là sáng suốt để mà chọn một cái người đàn ông đồng hành với mẹ, cũng như là mẹ sẽ chọn được một người có thể yêu thương tụi con. Con hiểu không? Con muốn mẹ vui đúng không? Thế thì mình vui ha. Em ở ngoài ai cũng bảo nhìn em mạnh mẽ lắm, nhưng mà đúng em rất là mạnh mẽ. Em kiên trì trên cuộc sống, nghị lực lắm, nhưng mà đôi lúc mình cũng chạnh lòng á anh. Chạnh lòng lắm. Có lẽ rằng những cái chia sẻ đó nhà trai cũng hiểu ha. Dạ. Em đi với ai? Em đi với mẹ. À có mẹ. Rồi, chào cô. Con chào cô ạ. Chào Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan.
Thì cô là mẹ của Trần Ngọc Nam, cô thấy cái hai cái hoàn cảnh này nó giống như là cái chuyện tới hay sao tương đồng. Mà đối với cháu gái đây có thể có hoàn cảnh cô cũng rất là thương. Hai đứa con thì con cũng đừng lo. Nếu mà tụi con bấm nút là bác coi hai đứa con này là cháu nội ruột này. Dạ con không phải là cháu là con của con mà là cháu bà. Dạ. Và con của Trần Ngọc Nam luôn. Dạ. Mình thương nó là nó thương một đứa trẻ con. Mình phải thương cho nó học ở nơi đến chốn và dạy dỗ con đến người. Thì cô thấy con với Trần Ngọc Nam thì là cũng đồng cảm với nhau. Thì tụi con cho nhau một cơ hội. Nếu được thì tụi con tìm hiểu để tiến xa hơn. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Được quá, được bà. Rồi, thôi. Mở nào. Câu chuyện còn lại là của Nam đó. Bắt đầu đi Nam. Lần đầu tiên gặp cùng bạn em. Rồi, con hoa đẹp quá. Rồi, hai người đứng vô coi là có con. Đó, cũng hợp tình hợp lý đúng không tại mọi người? Tại vì mang hơi cao thôi. Tại vì mang guốc thôi. Hai bạn về ghế ngồi rồi. Đi. Chúng ta đối diện với nhau trò chuyện đi các bạn. Em có câu hỏi gì cho anh không? Anh thấy em sao? Về cái ngoại hình đồ này kia thì anh nói chung là anh cũng chịu. Dạ. Về bên cái hoàn cảnh của bên gia đình em á, nói chung là anh cũng cảm thông đó. Nhưng mà cái vấn đề là anh sợ là tại vì anh chưa có kinh nghiệm, con cái cũng chưa có ấy á, mà mấy bé này nó lớn á, nhiều khi cái tính của nó đó, anh sợ là anh không lo được cho nó không chăm được cho nó, tại vì mình đâu chưa có con nên mình cái không biết nó có làm được hay không cái chuyện đó. Anh sợ con bé nó về, ví dụ như là em bước thêm bước nữa sợ ảnh hưởng tới tâm lý của bé nè. Dạ cái đó thì cái đó nó cũng một cái khuyết điểm, nhưng mà con nít bây giờ mà nếu mà mình thấy bé rất là dễ thương, với công sinh thì không bằng công dưỡng, quan trọng là tấm lòng của anh là anh thương con, anh chăm sóc cho con, anh cứ xem như con ruột của mình, thì tình thương một ngày nó mỗi lớn thì cháu nó sẽ hiểu. Dạ anh em chưa từng có con. Chưa từng. Nếu mà lần này mà em bấm nút nữa là anh là một mẹ mà hay nghe luôn đó. Đó, bà nội nói tốt. Nói tốt chứ sao kìa. Thí dụ mà mình có duyên có nợ mà mình lấy nhau về mà tại vì hai con em đã có hai con rồi mà anh thì chưa có thì tất nhiên là anh có muốn sinh một đứa con không, hay là thí dụ vậy em nói là em lấy anh nhưng mà em không muốn sinh con nữa thì anh có chịu hay không? Cái đó anh cũng đồng ý thôi. Anh nói chung là cũng không có cái quan điểm về ruột hay là không ruột lắm. Tự nhiên em nói con nít thì mình thương nó thì nó thương mình thôi, mà cái anh lo là mình có chăm nó được. Anh không phải lo. Con em nó thấy dạy cho cháu nó rất là dễ chịu, rất là dễ tính. Nói chung là anh thương nó là nó tự khắc nó thương anh thôi. Có bà nội lo. Có bà nội lo. Bà nội nãy giờ là coi như rất là thương cháu luôn á. Dạ, hồi nãy em nghe bác nói cái câu đó thì em cũng rất là vui, cũng rất là mình cảm thấy mình bị ấm lòng á. Đúng. Dạ. Em có một cái khuyết điểm, anh có thích phụ nữ xăm mình không? Anh không để ý chuyện đó. Tại công việc của anh nói chung là cũng tiếp xúc nhiều loại người đó. Tại vì trên người em có hình xăm, mà hình xăm trên người em là nó có mang một cái dấu ấn và một cái kỷ niệm. Dạ. Bây giờ em gái đứng lên nào. Không, bây giờ không có khóc nữa. Khóc nào. Hai người nhìn thẳng nhau. Nam nó còn nhát, nó còn ngại chút xíu. Bây giờ em nói chuyện người phụ nữ này, em thấy có gì hợp với mình không? Anh muốn chung mình tìm hiểu thêm được không em? Thì quan trọng cái nút này xíu nó như thế nào. Anh thì cũng muốn lập gia đình rồi, nhưng mà bây giờ của anh là anh thấy sợ anh không có. Cái sợ của anh là đang sợ là không lo được cho con em đúng không? Và đúng đang rồi. Sợ cháu nó đối lập lại đúng không? Đúng rồi, đúng thì rồi. Cái đó là cái theo 5 tháng nè. Có công mài sắt thì có ngày cũng nên kim. Mình thương nó thì có thể là nếu mà để chấp nhận anh ngay và liền thì có thể đó là một cái khó cho cháu, nhưng mà nếu anh dùng cái tình thương và lòng chân thành bao dung thì cháu nó sẽ có một cái sự nhìn nhận, vì cháu nó đã đủ tuổi trưởng thành mà. Nói chung là anh muốn bé nó phải thân thuộc với anh chút xíu. Thì dùng mới thì làm sao mà biết được. Cái đó là tùy thuộc vào anh. Dạ. Rồi, ok. Về ghế ngồi đi các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1. Hai. Ba. Hết thời gian.
Nam không bấm. Anh xin lỗi nha, anh muốn tìm hiểu thêm. Dạ. Muốn tìm hiểu thêm. Em nghĩ là em muốn lập gia đình, nhưng mà em biết cái khả năng của em với lại cái tính cách của em á. Nhiều khi mà em chăm hai bé như vậy em sợ là em làm không, là không nổi. Sợ là sẽ phát sinh ra những cái chuyện mà mình không có nghĩ tới, không có lường trước được á. Với lại em cũng không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của em. Thấy nãy nói chuyện thì mẹ đi một bước thì em thấy bé rất là xúc động. Em muốn giữ nguyên cho bé để bé trưởng thành thêm tí nữa. Cũng hợp lý. Chúng ta đã đưa ra quyết định. Nếu vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Bây giờ sẽ là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn. Anh ấy em thế nào? Có đúng như nói chuyện anh tìm kiếm không? Không nghe à? Em nói lớn một tí anh nghe, anh không nghe rõ. Anh thấy em thế nào? Có giống giống như đối tượng anh tìm kiếm không? À, nếu mà thấy em thì vẻ bên ngoài là rất hiền, cũng cao, cũng ra cũng đúng cái đối tượng anh cần tìm. Nói chung là anh thích. Thời gian rảnh anh hay làm gì? Thời gian rảnh á, anh hay làm gì? Thời gian rảnh anh hay làm gì? Thời gian rảnh hầu như là anh bít thời gian. Buổi sáng anh đi giao hàng, rồi chưa chưa về anh tự anh nấu cơm anh ăn. Công việc nội trợ anh làm được hết. Là hiện tại anh đang sống với ai? Với bố. Với bố mà. Thì cơm nước đồ anh nấu anh làm hết. Chiều tối thì chiều thì anh mới rảnh anh mới ra phòng gym tập xong rồi anh về, xong rồi cũng cơm nước tối hai bố con ăn xong nằm xem điện thoại tí ngủ dậy hết ngày. Anh cảm thấy anh tập gì á? Tập gì là anh tập gì là anh xấu nhất? Tập xấu, tập gì mà anh cảm thấy là tập gì mà anh xấu nhất? Tập xấu của anh hả? Tập xấu của anh thì anh có hai tập xấu. Thứ nhất là anh còn hút thuốc. Thứ hai là anh ngủ anh ngáy to lắm. Anh có hỏi hỏi em. Lên đây xong rồi nó tự động bay ra hết trơn, quên hết rồi. Mình hẹn hò, mình nói về chuyện hẹn hò đi. Hai bạn ở xa nhau hay gần nhau rồi? Ủa? Mỗi lần muốn gặp nhau thì như thế nào? Giờ giấc hiện tại thì em ở đâu? Em ở Củ Chi anh. Củ Chi. Anh ở Bà Rịa Vũng Tàu để quản lý đi. Khoảng cách thì nó cũng hơi xa. Thì chủ nhật hàng tuần em có đi làm, em có được nghỉ không? Thì em làm về cái giờ hành chính không mà, nên chủ nhật em cũng khá là rảnh. Chủ cuối nhật cũng hay rảnh. Thì nếu được mình cho nhau cơ hội thì chủ nhật anh sẽ xuống thăm em hàng tuần. Thực ra Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh cũng xa, với lại em đi du lịch nữa. Bây giờ ai cũng đi du lịch Vũng Tàu thường xuyên luôn á. Đúng rồi. Cao tốc có, nhảy lên xe ngủ giấc tới Vũng Tàu rồi. Quan trọng là bây giờ hai người có gọi là rung động hay không thôi. Chúng ta cho nhau cơ hội thì mình sẽ có rất nhiều cách để tìm hiểu nhau, thấy không? Bây giờ mạng xã hội nhiều mà. Rồi bây giờ tương lai nè, nghĩ tương lai, thí dụ như giờ mình lấy nhau thì ở đâu? Em trai thử vạch ra kế hoạch cho em gái biết đi. Anh thì nếu mà khi mà lấy nhau rồi á là anh cũng dễ. Hai có mình có thể mình ra riêng mình sống luôn cũng được, hoặc là về bên anh sống luôn cũng được, không có gì hết. Anh không bắt buộc là phải làm dâu người này nọ. Còn em có về Vũng Tàu làm dâu được không? Bà Rịa, Đồng Tháp. Ôi, về Đồng Tháp hả? Anh người ở Đồng Tháp, quê Đồng Tháp, nhưng mà anh lập nghiệp ở Vũng Tàu. Đúng rồi, anh ra Vũng Tàu anh sống được cũng trên 10 năm, 11 năm. Vậy rồi em định hướng là nếu em lấy vợ thì em sẽ ở đâu? Ở đâu? Dạ thì nói chung chỗ nào mình làm kinh tế tốt thì mình ở đó. Có sẵn sàng về Củ Chi không?
cũng vẫn sẵn sàng. Lúc đó thì Củ Chi thì em cũng đã từng sống một thời gian rồi, một năm rưỡi là ở chỗ Đồng Dù. À, Đồng Dù đi đi nghĩa vụ quân sự. À, anh đi nghĩa vụ đó. À. Đó, vậy thì dễ quá rồi. Sao nhà gái thấy thì sao? Em cũng không ngại vấn đề làm dâu đâu, em chỉ có hơi buồn về đó thôi chứ mà em không ngại. Không sao, về có anh chỉ, anh lo hết. Trời ơi. Nhưng mà anh cũng sẵn sàng về Củ Chi luôn mà. Đúng rồi. Nói chung hai bạn rất là dễ, tại vì công việc của hai bạn thì làm ở đâu cũng được. Ở đâu có chỗ tuyển thì là hai bạn có thể làm được thôi. Đó. Dễ phát triển sự nghiệp mà. Yeah. Rồi bây giờ bàn tới chuyện con cái đi. Con cái thì tùy duyên thôi chị, không quan trọng đâu, quan trọng hai người yêu nhau. Quan trọng nhau là đúng rồi. À, anh cũng không quan trọng con trai hay con gái. Để có con mình nuôi là hạnh phúc rồi. Giờ khoảng bao nhiêu lâu thì nhà gái mới cho nhà trai tiến tới? Dạ, hay bây giờ có cần cho nhau thì nếu mà cần thì cho thời gian tìm hiểu đi. Nếu được thì nếu mà hai người hợp nhau hiểu nhau thì có thể là khoảng gần một năm rồi. Đúng rồi. Cho số tháng gần một năm. Thì anh cũng từ một năm đảo lại. À, thì mình cứ cho nhau một cái khoảng cách như vậy đi. Để mình tìm hiểu nha. Nào, bây giờ bước tới. Đó. Vô. Hợp lý, hai người cao cũng đây tao có dài rồi. Không sao. Hai người nắm tay với nhau nào. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Em trai có thể nói những cái lời chân thành nhất mình suy nghĩ về bạn gái. Mong muốn điều gì? À, lần đầu tiên thì cái mẫu người bạn gái anh thích đó là hiền, dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Thì đến đây thì anh cũng gặp em cũng y chang vậy, nãy giờ nói chuyện nhỏ, hiền, cảm giác rất là hiền luôn. Nên là mình có thể mình cho nhau một cơ hội, mình tìm hiểu một thời gian, nếu được thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Còn mà nếu đi không được mình có thể làm bạn nhau. À, mình có thể làm bạn nhau. Rồi, ok. Về ghế ngồi đi. Hai bạn để tay vào nút bấm nè. Rồi. Bên trái rồi. Bây giờ là lúc hai bạn lắng lòng mình lại, suy nghĩ xem cái thời gian vừa rồi, những cái khoảng thời gian rất là ít ỏi ở trên sân khấu này, hai bạn đã nói với nhau những gì, đã cảm nhận về nhau như thế nào, và sau đó thì chúng ta sẽ có cái quyết định. À, sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. À, và các bạn nên nhớ rằng khi mà chúng ta đã quyết định bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nhé, chứ không phải là các bạn bấm cho vui, bấm xong rồi thôi, thì cái đó là điều mà chương trình không mong muốn. Bởi vì chúng tôi luôn muốn tạo ra một cái tình cảm thật là chân thành ở trên cái sân khấu này, và để cho các bạn có một cái mối quan hệ với nhau lâu dài hơn. Các bạn suy nghĩ nha. Ngọc Lan bắt đầu đếm đây. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Bạn gái các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đúng rồi, đẹp đôi đó. Hả? Đẹp mà. Đẹp đôi hơn gái. Đẹp đôi mà, thấy chị gái mình là nắm tay chặt rồi ha, hai người rất là hợp lý luôn. Sau này mình ví dụ sợ mình ngại mình hơi cao hơn xíu thì mình mang sneaker cho nó thể thao giống nhà trai. Hai người hợp lý đó. Yeah. Bây giờ thì không có sợ yêu xa gì cả, mình có mạng xã hội rồi. Người ta nửa vòng trái đất ta còn yêu nhau, người ta còn đi về lấy nhau được mà. Yeah. Một người ở Nam, một người ở Bắc vẫn lấy nhau được mà. Yeah. Không có gì lo cả, quan trọng mình có yêu nhau thật lòng hay không thôi nha. Rồi, chúc mừng các bạn. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Hey, lại là xà bông của Quyền Linh đây. Ambity, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả, trọn bộ Ambity. Về giặt quần áo, nhớ mua ủng hộ Quyền Linh nha. Dạ, yeah. Đây là Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Hết mùi hôi, khô thoáng nách đến 72 giờ. Đây là món quà đến từ châu Á. Quà của em.
Đây là món quà đến từ Việt Nam, mắm Chí Hải. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Tăng thêm gia vị cho các bạn trong mỗi bữa ăn. Dạ, em cảm ơn. Còn nữa ạ. Quá trời luôn. Đây là phần quà tặng đến từ nhà tài trợ Thép Vina QA. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Còn nữa nha. Đây, cái này của em nè. Dạ. Đây là một phần quà tặng đặc biệt đến từ nhà tài trợ Thép Vina QA. Đó là một voucher 20 triệu. Các bạn nhận được món quà này khi nào các bạn đăng ký kết hôn với nhau. Dạ. Hiểu chưa? Bây dạ, giờ thì tạm thời giao cho nhà gái nha. Dạ. Rồi. Em cảm ơn. Ngọc Lan hy vọng là một ngày không xa các bạn sẽ gọi cho chúng tôi và báo là chúng em đã có thể nhận được phần quà này rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Dạ. Xin chúc mừng hai bạn. Chúc bạn hạnh phúc nha. Dạ. Ok. Dạ, các bạn. Nào, hãy đưa đi đến một nơi nào đó mà tìm hiểu nhau. Đường này luôn này, cho số điện thoại, kết Facebook với nhau, kết Zalo, Instagram gì đó. Được không, được không? Thời gian chờ đợi đã tới. Nè cưng, nè cưng. Ủa cái này là số 2 hay số 1? Hết rồi đó. Thời gian chờ đợi về đã tới. Nào. Như vậy cặp đôi đầu tiên là họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục cặp đôi thứ 2. Rồi, chào mở kết. Rào lại đi. Mở rào lại đúng không? Vì phút tôi chờ đợi từ sáng tới giờ là giờ về dục ngủ. Quần dục áo ra luôn á. Ok. Bỏ tay. Như vậy là chúng ta đã xem cặp đôi thứ hai. Hai cặp đôi ngày hôm nay đem đến chúng ta rất nhiều cảm xúc quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn rất là nhiều và hy vọng là chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như những cặp đôi đã bấm nút trên sân khấu hẹn hò. Trước khi chào tạm biệt thì Ngọc Lan cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép, và nhãn hàng Aquasilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc tập đoàn dược phẩm Vinza đã đồng tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.